Chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta cùng xem chi tiết sản phẩm bộ lọc đầu nguồn của Euroline, bộ lọc thô đầu nguồn ký hiệu L21 và L27. Và đây là ống gói của sản phẩm, chúng ta cùng xem sản phẩm như thế nào nhé. Trong mỗi sản phẩm thì đều có phiếu bảo hành chính hãng của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Và đây là thân sản phẩm, bộ phụ kiện đi kèm. Và tôi sẽ giới thiệu sơ với các bạn về bộ lõi lọc thô đầu nguồn này. Tác dụng đầu tiên, nói về tác dụng của bộ lọc này. Bộ lọc này có tác dụng gì? Thứ nhất là nhiều khách hàng hỏi là cái này có lọc được phèn không? Thì xin nói với các bạn là sản phẩm này không lọc được phèn, bởi vì đây là bộ lọc thô. Thì chức năng chính của bộ lọc này là lọc rác lơ lửng, những vết cặn và những dị vật lạ để cho nguồn nước của chúng ta sạch hơn. Tức là sạch ở đây là sạch về mặt cơ bản, chứ không phải là về tính chất vật lý là có thể xử lý được nước. Vì vậy quý khách hãy lưu ý về bộ lọc thô này. Bộ lọc thô này có tác dụng là lọc rác lơ lửng, rêu, cặn, cát, sỏi, đá, để chúng ta tránh những dị vật đấy đi vào sen vòi và các thiết bị khác, ví dụ như là máy nước nóng, máy giặt, sen vòi, để có thể gây ra sự hư hỏng cho các thiết bị đó. Vì vậy là quý khách hãy lưu ý một điều với công năng của bộ lọc này. Tôi xin giới thiệu sơ về bộ lọc. Bộ lọc L21 và L27 không khác gì nhau, chỉ khác về đầu ren kết nối này thôi. L21 sẽ là ren kết nối ngoài 21 đó. Nó sẽ phù hợp với các đường ống có ren trong 21. Chúng ta gắn hai đầu ren vào hai bên này và nước chảy qua thì sẽ lọc vào bộ lọc và đi ra sẽ có một cái nguồn nước sạch hơn đó. Nó không khác gì nhau cả. Chúng ta hãy lưu ý về công năng của bộ lọc này nhé. Đây chúng ta thấy là trên thân có một mũi tên, thì chúng ta cần phải lắp đường nước đi theo chiều mũi tên này, tức là đầu vào ở đây và đầu ra ở đây đó. Tức là nguồn cấp sẽ đi vào phần cuối mũi tên và cấp cho các thiết bị khác thì sẽ đi ra đầu mũi tên. Và chúng ta cùng xem chi tiết kết cấu này. Cái này thì chúng ta có thể vặn bằng tay ra được, tuy nhiên là đi kèm thì sẽ có một cái khóa ở đây để chúng ta xử lý là vặn. Khi lắp đặt thì chúng ta dùng khóa này vặn và cho chặt chẽ hơn. Đây tôi giới thiệu về chất liệu cũng như là lõi lọc của bộ lọc này. Thứ nhất, phần đầu lọc được làm từ đồng H61, chất lượng rất là cao. Chúng ta có thể thấy là chất lượng đồng đã thể hiện ngay ở các vết cắt này rồi. Đó, thì đây là một chi tiết rất là đáng giá của sản phẩm nắp bằng đồng, được đúc và CNC. Đó, chúng ta thấy là đồng, tỷ lệ đồng rất là cao và sắc nét. Thứ hai là về phần cốc lọc. Cốc lọc thì được làm từ nhựa. Trong chúng ta có thể nhìn thấy phần rác lắng đọng ở phía lõi lọc và phía bên ngoài này để chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh, rất là đơn giản. Đó. Thứ ba là phần đuôi. Phần đuôi của bộ lọc này chính là một bộ xả. Chúng ta có thể mở khóa này để xả các cặn mà đã đóng ở trong lõi ra, hoặc khi chúng ta có thể tháo hẳn ra để xúc. Khi không tháo ra thì chúng ta có thể xả bằng nút này, bằng cái khóa này đó, để đẩy những cái rác cặn ra ngoài. Phần này thì chúng ta vẫn có thể tháo rời được nhé, nhưng mà thông thường thì cũng không còn thiết mỗi khi tháo. Và đây là lõi lọc. Đây là lõi lọc thô. Chúng ta thấy là ở phía bên trong được cấu tạo một lớp màng lọc rồi đó. Và đây là một phần lõi lọc, đây là phần mình gọi là cầu chắn, có thể chắn những cái rác lớn hơn lỗ này chảy xuống đó. Và ở phía bên ngoài
phần màng lọc này được thiết kế bằng inox 36. Đây là một loại inox rất là tốt và có độ bền rất là cao. Vì vậy tuổi thọ của lõi này khi chúng ta sử dụng và vệ sinh thường xuyên thì nó có thể là tới 15, 20 năm. Đó, nó không bị han rỉ, không giống như các sản phẩm khác là bằng sắt hay là thép thông thường thì sẽ bị rỉ và mục sau một thời gian. Nhưng của Eurolite thì được làm inox 36, đó là inox dùng cho y tế rất là tốt và không bị hư hỏng theo thời gian. Vì vậy quý khách hãy yên tâm về phần nói lọc này. Đó. Về phần lắp đặt và công dụng thì tôi đã giới thiệu sơ qua cho các bạn rồi. Đây, khi chúng ta tháo ra vệ sinh thì chúng ta đặt vào đúng vị trí, bởi vì trên này có các cái khớp, chúng ta đặt đúng vị trí và vặn lại thôi. Đó, chúng ta chỉ việc vặn lại thôi. Tôi sẽ giới thiệu thêm về cái phần xẻ. Đây, sản phẩm được đi kèm một cái đầu. Đầu này chính là đầu bắt vào đây. Đó, để chúng ta xả thải. Kèm theo đó là một đoạn dây, dây dẫn thì chúng ta chỉ việc cắm vào thôi. Đó là chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt theo bộ xẻ rồi. Khi cần thì chúng ta chỉ cần vặn khóa này để xả nước ra thôi. Thì đầu này chúng ta có thể để tự do hoặc đưa vào một phần chờ xả thải. Đó. Đi kèm theo là một bát, bát đỡ cho sản phẩm. Thì bát này có công năng là giúp cho sản phẩm chắc chắn hơn. Đây, chúng ta thấy là trên bát đã có những cái khe rồi. Đó, khe này sẽ được định vị chắc chắn vào các cái khe nằm ở trên thân sản phẩm. Đây thì chúng ta thử nhé. Đây, chúng ta thấy là khi kéo vào thì sản phẩm sẽ làm chắc chắn như vậy. Và bát này chúng ta sẽ định vị vào phần tường hoặc vật dụng gì đó để giữ cho bộ lọc nằm chắc chắn và không bị dao động. Đó, đây là thiết kế chung. Đi kèm theo thì có một tay xoay khóa và một răng cao su để chúng ta thay thế khi cần thiết. Khi tháo này ra chúng ta có thể bị bể răng hay bị xì gì đó thì chúng ta có sẵn răng cao su để thay rồi. Và đây là cái khóa để mở thân và sản phẩm này, giống như lúc ban đầu tôi đã thao tác để chúng ta thấy. Đây là một bộ lọc thô đầu nguồn rất là hiệu quả, giúp cho nguồn nước của các bạn không có rác, không có các vật thể lạ, không có rêu, không có cát sỏi đi vào các thiết bị sử dụng trong gia đình như máy lọc nước, máy nước lóng, sen vòi, gây ra vấn đề tắc hoặc hư hỏng các thiết bị đang sử dụng trong gia đình và giúp nguồn nước cũng sạch sẽ hơn. Vì vậy, đây là một sản phẩm rất là thiết yếu cho mọi gia đình. Chúng ta có thể chọn đầu ren phù hợp với đường ống của nhà mình đang sử dụng. Nhà mình đang sử dụng ống 21 thì chúng ta sẽ chọn mẫu L21 với ren 21 bên ngoài. Còn nếu đường ống chúng ta dùng là ống 27 thì chúng ta sẽ dùng L27, bởi vì ren của nó sẽ là ren 27mm để chúng ta kết nối phù hợp cho đường ống của nhà mình. Đây là một sản phẩm cực kỳ hữu ích và rất cần thiết cho mọi gia đình. Nó sẽ bảo vệ được các sản phẩm khác có tuổi thọ cao hơn và cho nguồn nước sạch sẽ hơn. Vì vậy quý khách hãy lựa chọn những sản phẩm này cho gia đình của mình. Eurolite thì luôn luôn mang tới những sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất cho quý khách hàng, không giống như các sản phẩm giá rẻ đang bán ở trên thị trường với các vật liệu, nguyên liệu rất là kém. Ví dụ như phần đầu này không phải bằng đồng mà có thể chỉ bằng atimon thôi. Nói lọc này thì chỉ là bằng thép hoặc là bằng sắt thôi, sẽ rỉ trong thời gian và chúng ta lại mất công phải thay thế nữa. Còn đối với Eurolite thì các chất liệu được luôn luôn được đảm bảo và đảm bảo cái sự ổn định nhất của sản phẩm. Vì vậy khi lựa chọn sản phẩm cho gia đình của mình, quý khách hãy lưu ý đến thương hiệu Eurolite Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn hy vọng được phục vụ các bạn và xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ Eurolite trong suốt thời gian vừa qua để chúng tôi xây dựng một thương hiệu vững mạnh và được nhiều người tiêu dùng tin chọn hơn.
Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào mọi người.